lên đây phá hết rau của mình. Chị lên đây làm gì á? Mày nhá. Tao về tìm mày đấy. Tìm em làm gì? Mày tao mới chốt. Bây giờ tao về tay lấy hết.
Chị con gái mà ác thế. Chị còn đến đây làm gì nữa? Tao về xem mày thế nào. Bây giờ tao không tìm thấy mẹ rồi. Tao về đây lấy hết. Mày dọn nhà đi. Tao lấy đất, lấy chỗ này hết. Được trước thì mẹ chia cho em rồi. Chỉ còn bây giờ chị còn đòi cái gì nữa? Không chia nữa. Bây giờ mẹ tìm không thấy rồi. Chả biết thế nào rồi. Bây giờ mày dọn nhà đi. Tao lấy hết đất này. Em thế nào? Mẹ bây giờ tìm không thấy rồi. Mày dọn nhà đi hết đi. Còn chị về đây lấy hết chỗ này. Sao lại về đây lấy hết cái đấy? Cái này là suốt bây này giờ không có ai chia cho mày chia rồi. Bây giờ còn không có mẹ chia cho mày rồi. Bây giờ tao về đây lấy hết. Mày đi chỗ nào thì đi. Đợt trước chia thì có cơ quan chính quyền về chia rồi. Bây giờ chị còn đòi cái gì nữa? Không có cơ quan nào cả. Bây giờ mẹ không thấy rồi. Tao về đây lấy hết. Mày sống ác với em vừa thôi. Ác cái gì? Bây giờ không có mẹ rồi. Không có ai chia cho mày cả. Bây giờ tao lấy hết. Mày đi trước đi. Chia thế nào thì bây giờ vẫn thế. Bây giờ em cũng không nhường đâu. Không nhường mày cũng phải đi. Tao lấy hết. Tao không phải nói gì nhiều. Bây giờ tao, mày không chịu đi, tao đi phá hết vườn rau của mày đấy. Chị sống vừa ác vừa thôi. Chả có ác ít gì cả. Mày làm thế nào thì làm. Tao đi phá hết bây giờ. Mày có đi không? Không, em không đi đâu. Không đi, tao đi phá hết. Con nằm trên đây nhá. Mày, tao đi phá hết. Ấy ra cái gì? Chị lên đây nhớ rồi còn ấy ra cái gì? Mày muốn không? Hả? Mày có đi không? Em không đi đâu. Rồi, lên xem chị Hoàn ạ. Xem bà chị có lên nhớ không? Chị Tín lại đi công tác, không thì cử chị Tín lên thì hợp lý hơn. Anh có lên nhiễu chị Hoàn không ạ? Chạy đâu rồi? Ừ, nhanh thật đấy. Chị có làm sao không? Chị không sao đâu. Chị có làm sao không chị ơi? Không sao đâu, chị không sao đâu. Sáng ngày lần nhiễu luôn đấy. Chị kia đứng lại. Chị Thanh đấy. Đứng lại. Ừ, chạy nhanh thật đấy. Chị ấy lên đây lâu chưa chị? Lên được một lúc rồi. Lên đây nhiễu bảo chị dọn nhà đi ấy. Lên nhiễu rồi lại đuổi chị à? Vâng. Giờ bà này vẫn chưa chị à? Lên này. Nó lên ủy ban em nhắc nhở đấy. Bà không chưa đâu này, còn đẩy chị xô chị ngã lấy cả cây ngô này. May chú còn đến kịp hay không thì chị đánh chị không biết cái kiểu gì luôn. Lên nhà đi. Vâng. Lên nhà đợi chị một tí, chị đi rửa chân tay đó. Ngã. Chú lên nhà đợi chị nhé, chị vâng, đi rửa chân tay đó. Ôi. Cái gì mà ác thật đấy. May còn có chú công an về thì không. Bà còn đẻ người mình còn ép mình ra bá luôn đấy. Ôi. 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 Ôi.
đây, chú đi đâu qua đây thế? Em lên xem chị thôi, hôm qua em cũng cảnh cáo bà đấy, sợ bà lại lên nhiễu, lên lại với bà nhiễu rồi. Ui, may còn có chú lên kịp vậy không này. Chị cũng chả biết thế nào luôn. Để một thằng con một mình ngồi dưới này nữa chứ. Qua lên ủy ban thì bọn em cũng cảnh cáo chị đấy, nhưng mà em sợ cái tính của chị là cũng kiểu bà ấy. Nói chung là mệt lắm hai mẹ con này. Đất này là chia hết rồi mà, nhưng mà bà cứ về bà bảo đòi lấy hết. Vâng. Có gì chị cứ báo lên chính quyền chị ạ. Vâng. Cứ báo lên chính quyền rồi người ta sẽ xử lý đâu. Chị không phải lo đâu. Có chuyện gì thì cứ lên trình bày bọn em sẽ giúp đỡ chị. Vâng. Không, chị cứ suốt ngày về nhiều thế này chị cũng mệt lắm rồi. Vâng. Thôi em đi công việc của em đây. Vâng. Em ăn nhỉ. Chị cảm ơn nhé. Vâng, vâng, có gì chị. Có gì cứ lên báo cáo chính quyền nhé chị nhé. Vâng. Chị về nhé. Vâng. Chị cảm ơn chú nhé. Vâng, vâng, không có gì đâu. Có gì thì chị phải báo bọn em nhé. Vâng. Vâng, vâng, em về đi ạ. Vâng. Chú về nhé. Vâng. Sợ thật định. Cái này thì mà ác hết không biết nhỉ. Mất
trồng phá, đến gì trồng phá. Bây giờ còn sót lại được mấy cây này thì ông trời lại cũng không thương á. Đổ hết ngô của mình ơi. Bảo còn sót lại mấy cây này thì nó thành nên quả thì còn lấy đi bán lấy tiền cho con, nộp tiền học cho con, mà bây giờ đổ hết thế này. Cây này còn bị gãy nữa rồi thế này. Không nên rồi. Trồng mấy cây ngô cũng đổ hết ra đây này. Hoàn ơi, ai đây ạ? Hoàn ơi, Hoàn có ở nhà không? Ai đây ạ? Bà là ai đấy, bà đứng lại đấy. Mẹ của các con mà. Tôi không có mẹ đâu, mẹ bỏ đi đâu lâu lắm rồi, có thấy mẹ bao giờ đâu. Mẹ đi làm ăn thôi, bây giờ mẹ mới có thời gian về thăm. Bà đứng lại, bà không phải là mẹ của tôi. Mẹ là mẹ của các con mà. Của các con mà. Bà không phải là mẹ của tôi bỏ bố con tôi đi lâu lắm rồi, tôi không biết bà là ai đâu. Mẹ là mẹ của các con, bây giờ mẹ đi làm ăn. Đi làm ăn lâu lắm rồi, chúng tôi cũng không thấy bao giờ làm ăn đi mà sao lâu thế mới cũng không về thăm bọn tôi, bây giờ mới về thì mẹ bà đi, về con làm mẹ đi làm ăn nhưng mà mẹ không về thăm đến các con được, bây giờ mẹ mới về thăm. Bà đừng nói dối nữa, bà đi về đi. Mẹ là có mẹ của các con đi mà, về đi. Mẹ của các con mà, không, bà đi đây là con không nhớ mẹ. Đi về đi tôi. Mẹ là mẹ của các con mà, mẹ đi làm ăn xa mà mẹ nhớ các con, mẹ mới về thăm con sao mà. Đuổi mẹ đi là mẹ nhớ các con, mẹ mới về. Bà không phải là mẹ của tôi đâu. Mẹ bà... của các con mà. Tôi không có mẹ đâu, mười mấy năm rồi, tôi không thấy mẹ bao giờ đâu. Mẹ đi ở đây nhá, bà đi ra ngoài đi. Mẹ đi con nhé. Anh ơi, mẹ là mẹ của các con mà. Con không nhớ mẹ à? Không, con không có mẹ đâu. Bà đi về đi.